Nơi nào có nước, nơi đó nhiều khả năng tồn tại sự sống. Nước chiếm hơn 70% diện tích bề mặt địa cầu. Nước chiếm khoảng 70% khối lượng của cơ thể con người. Nước chính là nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống, của sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Việt Nam luôn khẳng định, nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực tăng cường và kiện toàn thể chế chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nước, đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia có chung nguồn nước với Việt Nam, cũng như hợp tác và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới và khu vực để quản lý, bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhằm góp phần vào tiến trình phát triển bền vững của đất nước, cũng như của thế giới và khu vực. Góp phần vào việc làm phong phú thêm nguồn tài nguyên nước được sử dụng trên khắp địa bàn cả nước, đưa tài nguyên nước trở thành một nguồn lực thiết yếu, cần quy hoạch một cách hiệu quả, bền vững, chính là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiền thân là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, được thành lập theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 4/3/2008 của Chính phủ. Năm 2008 đã trở thành mốc son, khởi tạo nên một đơn vị có chức năng xây dựng quy hoạch, thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước trong phạm vi cả nước. Dấu ấn in đậm trong tâm trí của những người lãnh đạo đầu tiên của trung tâm thuở ấy là một quá trình hình thành đầy cấp thiết và nhiều gian lao. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 liên đoàn. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc có lịch sử hoạt động 44 năm. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung đến nay đã có 45 năm phát triển. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam trải qua 37 năm hoạt động. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia mà gần 1.000 cán bộ công nhân viên ở đây vẫn gọi bằng cái tên viết tắt đầy thân thương, NAWAPI, đã trở thành ngôi nhà chung của ba liên đoàn kỳ cựu. Trong 10 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, thì liên đoàn là một trong ba những liên đoàn lớn của Trung tâm, cũng đã có những cái đóng góp tích cực về xây dựng và phát triển Trung tâm, thực hiện các cái đề án mà Trung tâm đã thực hiện về quy hoạch tài nguyên nước ấy, thì là liên đoàn cũng tham gia và thực hiện cái quy hoạch sông Hồng, sông Thái Bình và về cái các cái dự án bảo vệ tài nguyên nước đô thị lớn của nhà nước ấy, thì là trong có 9 đô thị thì liên đoàn tham gia thực hiện đô thị Hà Nội và đô thị Hải Dương. Qua một thời gian phát triển, NAWAPI thành lập mới 4 trung tâm, bao gồm Trung tâm Cảnh báo và Dự báo Tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu Tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Tài nguyên nước. Đến nay, tổng số đơn vị trực thuộc trung tâm là 7 đơn vị đóng trên địa bàn Bắc, Trung, Nam, có chức năng lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước trong phạm vi cả nước, cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Với bề dày hoạt động của các đơn vị thành viên, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đo vẽ, lập bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình, bản đồ địa chính từ năm 1974. Từ năm 1976, có thể khảo sát, thăm dò địa vật lý, tìm kiếm, điều tra, đánh giá nước dưới đất. Từ năm 1977, khoan khai thác nước ngầm, phân tích thí nghiệm các loại mẫu nước, đất, đá. Từ năm 1980, đánh giá trữ lượng, chất lượng, thiết kế, thi công khai thác nước, gồm cả nước khoáng và nước nóng. Từ năm 1982, quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất. Từ năm 1985, kinh doanh vật tư chuyên ngành. Từ năm 1996, khoan, cung cấp, lắp đặt và hoàn thiện các giếng giảm áp xử lý nền đê, thân đê. Từ năm 1997, khoan địa chất công trình, phục vụ xử lý nền móng, lập bản đồ địa chất đô thị. Từ năm 1998, công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Từ năm 2005, quy hoạch tài nguyên nước, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên nước, phát triển các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên nước. Từ năm 2008, điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng, hiện trạng xả thải và đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và nguồn nước. Từ năm 2010, quan trắc tài nguyên nước mặt, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, thích ứng biến đổi khí hậu, xử lý sụt lún nền đất. Nhìn lại quá trình đó, có thể thấy một truyền thống hơn 45 năm hoạt động
đã được xây dựng từ những con người biết yêu và trân quý nguồn tài nguyên nước, luôn hết mình để bảo vệ bằng sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Kể từ khi chính thức thành lập trung tâm năm 2008, một cơ sở lớn được mở ra, cơ hội nhiều, song thách thức cũng không phải nhỏ. 10 năm với hai giai đoạn cụ thể, từ năm 2008 đến 2013 và từ 2013 đến năm 2018, mỗi thời kỳ đều đã cho thấy sự trưởng thành và lớn mạnh của Nawapi. Con người lúc đó thì rất là khó khăn về chọn từ lãnh đạo, từ trung tâm cho đến các đơn vị trực thuộc. Thì là mới. Thế cho nên là tiếp nhận bộ điều động bổ sung cán bộ từ bên Cục Quản lý Tài nguyên nước rồi các đơn vị khác về để cho cái bộ máy được hoạt động. Là điều kiện làm việc khó khăn, trang thiết bị là chưa có gì cả. Nói chung là rất nhiều khó khăn. Nhưng một cái thuận lợi là được sự ủng hộ lãnh đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên trưởng quan tâm rất là đầu tư để cho cái đơn vị phát triển nhanh. Nếu giai đoạn 2008 đến năm 2013 được coi là chặng đường đầu hình thành và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thì bước sang giai đoạn 2013 đến năm 2018, trung tâm đã có sự phát triển vượt bậc. Trong giai đoạn 2013-2018, sau cái thời gian xây dựng, thì trung tâm coi cái nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ bước ngoặt để tạo ra cái đột phá cũng như sự phát triển của trung tâm trong tương lai. Thì trong thời gian này chúng tôi đã tập trung vào cái việc mà hoàn thiện cái cơ cấu chức năng nhiệm vụ của trung tâm, trong đó sẽ thực hiện đầy đủ các cái nhiệm vụ mà Luật Tài nguyên nước 2013 đã ban hành, trong đó chú trọng vào cái việc xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước, quan trắc giám sát, bảo vệ và phát triển các nguồn nước. Góp phần vào thành tích chung của trung tâm chính là sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị chức năng. Kể từ khi mà cái Luật Tài nguyên nước đã ban hành ấy, thì chúng tôi đã và đang thực hiện được một số cái quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông, cụ thể là đó là cái quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Serepok, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bạch Đằng Kỳ Cùng. Và vừa rồi thì chúng tôi đã xây dựng xong cái lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng Thái Bình và cũng đang tiến hành là triển khai thực hiện cái việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long. Thì khi những cái quy hoạch này mà được phê duyệt thì đó là cái cơ sở để cho các bộ ngành khai thác dụng nước là làm căn cứ để xây dựng hoặc là điều chỉnh các quy hoạch khai thác dụng nước của mình, và đồng thời là các địa phương, đặc biệt là các địa phương có các nguồn nước sông liên tỉnh sẽ làm cơ sở để triển khai thực hiện các cái quy hoạch tài nguyên nước của các địa phương mình. Về công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước cũng được trung tâm xem là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm và được triển khai thực hiện tương đối sâu rộng và đồng bộ. Trong 10 năm gần đây thì công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước đã nâng một tầm cao mới. Trong đó có cái việc là điều tra tài nguyên nước dưới đất cũng như tài nguyên nước mặt được toàn diện hơn. Và từ cái số liệu, dữ liệu về cơ bản về điều tra tài nguyên nước thì đã đóng góp rất là hữu ích cho cái việc mà định hướng khai thác cũng như triển khai các cái số liệu dữ liệu để phục vụ cho các cái đồ án quy hoạch tài nguyên nước, và đặc biệt là các cái đồ án quy hoạch tài nguyên nước của các tỉnh, các cái lưu vực sông liên tỉnh. Bên cạnh đó, về công tác bảo vệ tài nguyên nước, Nawapi cũng đang triển khai đề án bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn, điều tra xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, tầng neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, điều tra đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đã có nhiều đóng góp trong công tác điều tra, quy hoạch về tài nguyên nước phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Những thành quả đó là sự nỗ lực, cố gắng, là biết bao hy sinh thầm lặng của từng cán bộ, viên chức, người lao động. Nhiều dự án tìm nước ở vùng núi cao, đảo xa đã được nhiều cán bộ trung tâm thực hiện thành công, như việc tìm kiếm nguồn nước ở độ sâu 230m cho người dân thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, là một trong 10 sự kiện năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mới đây nhất là việc tìm được nguồn nước vô cùng quý hiếm tại đảo Bạch Long Vĩ, hòn đảo được mệnh danh là xa nhất Vịnh Bắc Bộ, có diện tích 2,5 km2 với trữ lượng 100 mét khối một ngày, đáp ứng nhu cầu dùng nước cho khoảng 1.000 người trên đảo. Với những thành tích đó, trung tâm được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vào năm 2015.
một chặng đường 10 năm có thể là chưa dài, nhưng Trung tâm Quy hoạch Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà được Chính phủ rồi Bộ trưởng đã giao, đặc biệt là trong lĩnh vực điều tra cơ bản, lo vẽ lập bản đồ địa chất thủy văn rồi các tỷ lệ, đặc biệt là trong lĩnh vực điều tra tìm kiếm đánh giá các nguồn nước, các cái chương trình trọng điểm, các dự án chính phủ nước ở các cái vùng sâu vùng xa rồi các cái vùng biên giới hải đảo đã đem lại rất là nhiều kết quả có ý nghĩa về mặt xã hội kinh tế và kể cả đảm bảo an ninh quốc phòng các vùng trọng điểm này. Bên cạnh đó thì lãnh đạo và các cái đơn vị quân châm cũng rất là tích cực tìm thêm các cái nguồn nhiệm vụ ở ngoài kế hoạch để tạo cái doanh thu rồi thu nhập đời sống cho cán bộ công nhân người lao động của các đơn vị trong trung tâm. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, giờ đây Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đã có thế và lực mới, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục, thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác lập quy hoạch tài nguyên nước cho tất cả các cái lưu vực sông của Việt Nam. Thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện, đẩy nhanh cái tiến độ điều tra cơ bản tài nguyên nước cho tất cả các cái lưu vực sông của Việt Nam với cái tỷ lệ 1/100.000 và 50.000 thực hiện theo cái kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên Môi trường đã được Chính phủ phê duyệt, đẩy mạnh cái công tác hoàn thiện xây dựng cái mạng lưới quan trắc tài nguyên nước trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cái mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất và tài nguyên nước mặt, cũng như là hỗ trợ các cái quan trắc giám sát nguồn nước xuyên biên giới, tiếp tục đẩy mạnh các cái chương trình điều tra tìm kiếm đánh giá nguồn nước để phục vụ cái công tác cảnh báo dự báo và phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu của các khu vực trọng yếu như Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, tập thể cán bộ, công nhân viên của Nawapi đã và đang đồng lòng, đồng chí vì sự phát triển vững mạnh ở tương lai. Nawapi thực hiện công tác điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc, điều tra, đánh giá tài nguyên nước, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và các loại hình tác hại do nước gây ra. Kiểm kê tài nguyên nước, điều tra hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, đánh giá khả năng bảo vệ nguồn nước và xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước, nghiên cứu ứng dụng triển khai khoa học công nghệ sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm suy thoái cạn kiệt. Nawapi xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên nước quốc gia, thực hiện dự báo cảnh báo tài nguyên nước. Nawapi xây dựng dữ liệu về quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước, trao đổi cung cấp thông tin dữ liệu về tài nguyên nước. Nawapi tiên phong trong lĩnh vực khoa học công nghệ, lĩnh vực tài nguyên nước, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nguyện vọng của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, điều tra, dự báo để phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia. Với mục tiêu tiên phong về khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nguyện vọng của nhân dân, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam và khu vực về điều tra, quy hoạch và quan trắc tài nguyên nước. Trong thời gian 10 năm tới thì những cái nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch Điều tra Tài nguyên Quốc gia cũng rất là nặng nề. Đặc biệt là những cái chương trình dự án lớn mà hiện nay Chính phủ cũng như Bộ trưởng đã tin tưởng giao cho Trung tâm Quy hoạch Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia với đơn vị là chủ công để thực hiện các cái giai đoạn quan trọng của các cái dự án điều tra cơ bản, đặc biệt là tìm kiếm các cái nguồn nước cho các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, góp phần vào cái việc đề xuất và cùng với các đơn vị khác để hoàn thiện các cái quy hoạch các cái lưu vực sông mà hiện nay cái nhiệm vụ đó là cũng đang được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh trong thời gian 5 năm tới phải hoàn thành cơ bản các cái lưu vực sông lớn, sau đó là trong 10 năm tới phải hoàn thành toàn bộ. Bên cạnh đó là tôi cũng hy vọng và kỳ vọng là trung tâm sẽ thực hiện tốt cái việc là chuyển đổi nhanh chóng cái mô hình tổ chức sản xuất từ nhà nước bao cấp phần lớn sang cái mô hình tự chủ
đặc biệt là vấn đề tổ chức lại bộ máy, cơ cấu các cái đơn vị, rồi tiến tới là có thể là đảm bảo hoàn toàn là tham gia cung cấp dịch vụ công về tài nguyên nước trong phạm vi cả nước.